chào độc giả của Dinh Chuyện VN, mình là Quế Anh Xin. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút về phong cách thời trang của mình nhé. Mình thì khá là đa dạng phong cách. Ví dụ như là mình có thể mặc được phong cách body, phong cách nữ tính, và phong cách mà mình thích nhất chính là phong cách vintage. Mình thì thường màu khá là màu mè, nên là mình thường thích màu vàng, màu xanh biển, hay là cây. Kiện mình yêu thích thì chắc là mình nghĩ là cái vòng tay mà nó to tròn đó, nó vừa có thể mặc được trong cái phong cách sporty nữ tính hay là vintage đều có thể sử dụng được. Thường thì mình sẽ kiểu như là ghi nhớ và những cái màu mà nó có thể mix được với nhau, và thường thì đa số là mình kiểu tự ghép được với nhau và kết hợp thì là mặc thôi. Thực ra thương hiệu thời trang mà mình yêu thích nhất là Chanel, tại vì túi của Chanel nói chung là mình nhìn lúc nào mình cũng thấy rất ấn tượng, và ngoài ra nó cũng hợp phong cách của mình nữa. Và hơn nữa thì Chanel cũng là một thương hiệu mà nó kiểu bền vững mãi mà không bao giờ bị lỗi thời. Những ngày bận rộn thì mình hay sử dụng cái combo mix đồ, đó chính là quần jean và áo crop top, tại vì một phần là nó vừa hướng đến không khí hơi nóng của Sài Gòn, và ngoài ra là động nữa. Xu hướng từ trong năm nay thì mình nghĩ là mình thích cái gam màu tím, cũng đang là màu hot trend, và thứ hai là cái xu hướng áo đội vai khá là bắt mắt. Mình rất chú trọng cái phong cách make up để sao cho nó mix được với bộ đồ. Ví dụ như là trên người có bộ nào tự nhiên màu vàng hạn thì mắt cũng màu vàng, hoặc là kèm một chút cũng màu vàng. Và ngoài ra thì son tự nhiên là đỏ, hồng, cam nhất là ba cái son mà mình cũng hay sử dụng khi mà mặc đồ. Nhiều, nhưng mà dạo gần đây thì cảm thấy tóc đen vẫn là hợp với mình nhất. Nên là đa số là vẫn bị tóc ngắn, và đôi lúc thì cần ăn mặc bánh bèo thì sẽ gặp thêm phím tóc dài vào hóa tình. Mình nghĩ là màu son của mình nhất chính là màu son cam đất, tại vì thường thì màu son này rất là dễ đánh và hợp với là da của rất là nhiều người. Và da mình cũng hơi ngăm nữa nên là nó sẽ hướng về tông cam sẽ hợp hơn. Chia sẻ vừa rồi thì mong là các bạn sẽ hiểu hơn một chút về mình, như là phong cách thời trang hay là phong cách